still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static. And every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so? I can't let you go. Want you in my life. Your arms are my castle. Your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. Oh, the good and the bad times we've been through them all. You make me rise when I fall. 'Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we heart beats so, I can't let you go. Want you in my life. Every time we touch, I get this feeling. Every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel ecstatic. Every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so? I can't let you go. Want you in my life. Giao lưu, trao đổi, thống nhất bằng một sự kiện cái tình yêu vượt biên giới của hai cháu là Tài và Cúc. Tình của các cháu nó khoảng 7-8 năm rồi, đó là tình yêu vượt đại dương. Các cháu đã về bên Mỹ nhưng Tài vẫn còn tìm đến một tình yêu của Cúc ở bên Mỹ. Đấy là một tình yêu mãnh liệt. Bạn bè thì càng ngày càng xa, nhưng xung ra thì càng ngày càng gần. Các cháu yêu thương nhau với cái sự tình đùm bọc của hai gia đình. Đó là tôi muốn nhắn gửi đến mọi nhà trai. Thế thì cái tình yêu thương của gia đình hãy đùm bọc cho cháu. Tuy rằng tuổi gần 30 rồi đấy, nhưng vẫn còn bồng bột bởi vì chưa có trải nghiệm. Cho nên
Ông Măng khi cháu Cúc về nhà trai làm dâu có điều gì chưa biết, chưa thuộc và chưa hiểu thì cũng mong đại gia đình miễn thứ và chăm chước dạy bảo cháu. All about you. Oh, make you feel the
kisses and dirty little notes on post-its. And when my hair starts turning gray, I'll say I'm like a fine wine, better with age. I guess I learned it from my parents that true love starts with friendship. A kiss on the forehead, a date night, fake an apology after a fight. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in the living room like we're 18 and senior prom and grow. Oh, with someone who makes me feel young. I need a man who loves me like my father loves my mom. Summers, I wanna make fun of each other. I wanna rock out to Billy Joel and flip our kids off when they call us old. He'll accidentally burn our dinner and let me be the Scrabble winner. And when my body changes shapes, he'll say, oh my god, you look hot today. I need a man who's patient and kind, gets out. Tôi tự giới thiệu, tôi là ba của cháu Hoàng Cúc, là cô dâu trong hôn lễ hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép tôi được cảm ơn đến toàn thể quý vị. Quý vị đã không ngại đường xá xa xôi, bớt chút thời gian đến dự hôn lễ của hai cháu. Đó là niềm vinh dự rất lớn về phía gia đình chúng tôi. Trong quá trình đón tiếp, tất còn nhiều sơ suất, xin quý vị thông cảm. Kính thưa quý vị, hôn lễ hôm nay là thành quả của một cuộc tình khá dài và nhiều cách trở, mà chúng tôi vẫn luôn thầm mong hai cháu được hồng ân phước lành để trọn đời hạnh phúc. 7 năm tìm hiểu yêu thương, mẹ cha chấp thuận bước đường tương lai, rồi đây ngày tháng rộng dài cùng nhau xây đắp ngày mai tươi hồng. Hai con nên nghĩa vợ chồng, vui buồn chia sẻ, mặn nồng bền lâu. Kính thưa quý vị, tôi xin thay mặt gia đình một lần nữa xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn đến toàn thể quý vị. Quý vị đã đến chung vui và chúc phúc cho hai cháu có một cuộc sống hôn nhân viên mãn và bền chặt, để tiệc vui hôn lễ hạnh phúc được trọn vẹn. Tôi xin kính mời toàn thể quý vị cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Your beauty is just blinding me, like sunbeams on a summer stream, and I gotta close my eyes to protect me. From here, please. Yeah, yeah, baby. Tell me, how can I tell you that I love you more than life? Show me, how can I show you that I'm blinded by your light? When you touch me, I can touch you. Cuối cùng thì ngày mà Cúc được gả đi cũng tới. Thì
chờ đợi cũng hơi bị lâu rồi, nhưng mà tới lúc nó gần diễn ra cũng cảm thấy lạ lẫm lắm. Vì một vài lý do cá nhân cho nên Mai đã không thể về dự được, thì thấy cũng rất là buồn nên muốn làm một cái video nhỏ nhỏ như một món quà tinh thần dành cho anh chị. Và Mai cũng sẽ chắc chắn là sẽ gọi cho ba hoặc mẹ để giữ đám cưới online, cho nên không sao. Thì có nhiều chuyện tình cảm ở ngoài kia thì sẽ có lúc thăng lúc trầm, nhưng mà em lúc nào cũng là bóng đèn đồ kế bên hai người, thì thấy hai anh chị lúc nào cũng yên bình và hạnh phúc. Thì em mong hai người sẽ mãi luôn như vậy. Em mới biết anh Tài thì chắc đây khoảng 4 năm lúc mà anh qua Mỹ, thì khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng mà nhìn cách anh chăm sóc cho chị em cũng như là chăm sóc cho mọi người, và cách anh làm chỗ dựa tinh thần vững chãi cho chị em luôn, thì em rất là an tâm và cũng hiểu lý do vì sao chị em lại chọn anh là người bạn đời. Về phần cúc thì gia đình với nhau mà nói mùi mẫn lắm, không quen, nhưng mà cũng ráng. Mai rất vui vì cúc đã sắp xây dựng gia đình nhỏ cho riêng mình, nhưng mà cũng hơi buồn phải sắp hết được làm cái đuôi theo sau. Thật ra thì từ lúc cúc mua cái dòng Pandora mà chỉ để hình mỗi ảnh đít dân cà là cũng biết vị trí của mình ở đâu rồi. Nhưng mà nếu mà trong khả năng cho phép của mình thì cúc rất là chiều chuộng và bảo vệ cho Mai, cho nên là dù chuyện gì xảy ra thì Mai vẫn sẽ luôn theo phe của cúc. Qua chương mới của cuộc đời thì mong là anh chị sẽ cùng nhau vun đắp tổ ấm và mãi hạnh phúc như bây giờ. Khi nào có cháu thì em sẽ cố hết sức để là một người gì mẫu mực. Thank you and love you guys. Thì em có làm một đoạn phóng sự, đoạn video nhỏ trước đám cưới của anh chị, mong là anh chị xem sẽ vui. Bye. Hiện giờ đang đi qua mạng để mua len bắc hoa cho đám cưới của Cúc. Em chúc anh Cúc và chị Tài là thật là hạnh phúc này. Năm sau có một người là quý tử thật là kháu khỉnh. Đám cưới có gì thì rút kinh nghiệm để nốt lại cho em để năm sau em làm nha. From Hưng Yên với lớp. Biết quay cái này xong mình có được mời, có đang ngồi dưới được mời đám cưới nữa mà quay không biết. Này đám cưới của anh Tài, đó là anh Tài. Anh Tài với chị Cúc. Thì nói chung là em cũng được gặp gỡ làm quen và chơi với người cũng vài năm thôi, không có lâu, nhưng mà thật sự là rất là quý. Rất là quý anh chị. Thì hôm nay anh chị về chung một nhà thì mình thấy gì mình cũng rất là vui. Thì em thì cũng không biết chút gì nhiều. Chỉ có một điều nhất thôi. Thì trong lúc mà mình chơi với nhau thì mọi thứ là vui vẻ đúng không nè. Mình cười rất là nhiều.
nhiều khi tối ngồi ăn cười nhiều lắm. Thì hy vọng anh chị trong cái quãng đường sắp tới cùng với nhau thì lúc nào cũng cũng vui vẻ và cũng giữ được cái nụ cười trên môi nhau. Thì đấy, em bây giờ thì cũng ở xa rồi, cũng không chắc là cũng có nhiều dịp gặp nhau. Nhưng mà nếu mà có cơ hội về đây chơi thì cứ thích đi đâu hay là gì đấy thì cứ alo em, rồi em thu xếp gọn gàng, thu xếp gọn gàng mọi thứ hết. Ok, rồi công ngoại đỉnh nha. Ok, chúc mừng anh Phúc, chúc mừng chị Cúc Nga. Cuối cùng hai người cũng tới tiến tới hôn nhân. Và nhân dịp ngày hôm nay em xin chúc hai người sẽ có một đám cưới thật thành công và một cuộc sống một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc và viên mãn. Bên cạnh đó em cũng chúc hai người sẽ có một tương lai thật thành đạt và đạt được những gì mình những mục tiêu mà mình đề ra. Em xin chúc mừng hai người, em rất vui vì hai người cuối cùng cũng có một đám cưới ngày hôm nay. Chúc mừng đám cưới của anh chị nha. Cũng không biết nói gì tại vì lâu rồi không gặp, với lại em cũng không phải là thân thiết với anh chị nhiều như mình mong, nhưng mong là anh chị sẽ hạnh phúc và xây được một tổ ấm nhỏ nhỏ ở Kentucky. Mong là ngày nào đấy sẽ hội ngộ và làm một bữa nhậu hợp chất để mừng đám cưới của anh chị. Touch me now.